Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là một căn nhà ở thị trấn Long Hải. Căn nhà này có diện tích là 190m², có 50m thổ cư, nhưng thực tế là nó lên tới hơn 200m² lận luôn ạ. Đây là phía trước có một gian nhà là hai phòng ngủ. Đây là bếp này. Phía bên dưới còn có 3 phòng trọ nữa. Đây. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Sạch sẽ, nhà mới đẹp luôn. Đó. Hiện tại người ta đang cho thuê là 5,5 triệu một tháng quý vị nhá. Phía trước này là cho thuê 2 triệu, còn phía 2,5 triệu, còn phía sau 3 phòng trọ mỗi phòng cho thuê 1 triệu. Đây là nhà vệ sinh này. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Ở đây rất là mát mẻ, đi bộ ra biển được. Đây là phòng khách này. Đây, phòng khách rất là rộng. Đây là cái sân này, sân rất là rộng. Sân rất là rộng quý vị nhá. Còn phía dưới này là có cái ba phòng trọ. Đây. Đây, 3 phòng trọ dưới này đây. Đấy, đang cho thuê mỗi tháng 1 triệu một phòng. Bằng đi là 3 triệu ở dưới này. Đây là có cái gác nhé, phòng trọ có gác ở bên trên. Đấy, nhà rất đẹp, mới. Phòng trọ mới, đẹp. Cô nấu ăn à? Thôi cháu chỉ quay qua tí thôi gửi cho khách. Đấy, thì phòng nào nó cũng giống nhau. Đấy, có nối đi bên hông đây, nối đi bên hông. Từ đây đi ra biển, ra bãi tắm là khoảng hơn cây số thôi. À, chỗ này là để chỗ phơi đồ hoặc là chỗ để xe đây cho 3 phòng. Đấy, 3 phòng trọ dưới này quý vị nhá. Đấy là giá chào bán là 1,890 triệu. Đó. Đây là cái nối bên hông để đi này. Bên ngoài là hẻm ô tô. Đấy, ô tô đây. Đổ. Hai ô tô tránh nhau quý vị nhá. Hãy quay đầu được. Đó. Nhà mới đẹp luôn. Giá này giá quá tốt, 190m², bởi vì tiền đất không là nó đã hơn 1,5 tỷ rồi. Làm cái nhà này cũng cả năm khoảng 700-800 triệu cho một cái nhà này và 3 phòng trọ. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua nó đất con nhà ở Long Hải này thì alo cho tôi nhé, gần biển luôn, rất gần biển. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.